Thưa quý vị, một ca biến chứng sơ sinh hy hữu khi sinh con ngay tại nhà khiến cho nhiều người không khỏi rùng mình khi nghe đến. Đó là trường hợp của anh Thèn Văn Biên, 26 tuổi, ở thôn Lũng Chảng, xã Nàng Đôn, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Cho biết vào ngày 10 tháng 11, khi đang đi dựng nhà hộ cho người thân, thì vợ là chị Lèn Thị Nhinh, 23 tuổi, có dấu hiệu trở dạ nên gọi điện thông báo để anh về. Sau khi anh Biên về đến nhà đỡ đẻ cho vợ, thì anh đã đỡ cho vợ thành công hạ sinh một bé gái. Tuy nhiên, sau khi bé gái ra đời thì anh phát hiện con gái mình đã bị lòi hết phần ruột ra ngoài. Quá hoảng sợ và bất ngờ, mẹ anh Biên dùng que nứa cắt dây rốn cho bé, còn anh Biên chạy xuống trạm y tế của xã Nàng Đôn nhờ trợ giúp. Sau đó, mẹ con chị Nhinh được chuyển ra bệnh viện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Do phần ruột của cháu bé càng để lâu lại càng lòi ra nhiều hơn, các bác sĩ đã tư vấn để chuyển viện. Được sự động viên giúp đỡ của các nhóm thiện nguyện Hà Giang và Hà Nội, anh Biên cùng vợ đã đưa con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12, hai vợ chồng anh Biên đã đưa con gái xuống tới Bệnh viện Nhi Trung ương. Anh Biên nói, thời điểm mới đến viện, cháu được chăm sóc tại khoa hồi sức. Sau đó bác sĩ chuyển lên phòng cách ly ở khoa ngoại để thăm khám. Kết quả cho thấy con tôi bị thoát vị thành bụng, cần phải làm phẫu thuật luôn. Hiện tại, cháu bé đã được các bác sĩ phẫu thuật xong, phần ruột bị lòi ra ngoài đã được xử lý. Tuy nhiên, bé vẫn đang nằm trong phòng cách ly, sức khỏe vẫn còn yếu và vẫn có nguy cơ tử vong cao nên chưa ai được vào thăm. Con gái vừa mới sinh của vợ chồng anh Biên được các bác sĩ đặt tên là Lèn Thị Liên. Anh nói rằng thời điểm vợ mình mang bầu chưa từng đi siêu âm hay thăm khám ở đâu cả, bởi hai vợ chồng nghĩ con đầu sinh ra lành lặn, khỏe mạnh thì con thứ hai cũng như thế. Cả con đầu và con gái mới sinh, anh Biên đều là người đỡ đẻ cho vợ ở nhà. Vâng, biến chứng thai nhi là không thể nào lường trước được. Chính bởi vì thế mà các mẹ bầu chúng ta nên đi khám thai định kỳ để có thể kiểm tra sức khỏe của mình cũng như là thai nhi trong bụng và có hướng chăm sóc sức khỏe phù hợp nhất. Đặc biệt là khi vượt cạn, không nên tự sinh con ở nhà mà chúng ta hãy đến những cơ sở y tế, những bệnh viện uy tín để có thể được sự hỗ trợ tốt nhất từ các đội ngũ y bác sĩ dành cho mẹ và bé trước, trong và sau khi sinh quý vị nhé.